Sĩ Tử mang bánh đậu xanh bóng đèn đi cầu mây trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Với nhiều sĩ tử Hà Nội thì Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn là địa chỉ quen thuộc để các phụ huynh và sĩ tử đến đây cầu mây, cầu đỗ đạt trước mỗi kỳ thi quan trọng. Theo ghi nhận thì những ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, rất nhiều phụ huynh và sĩ tử đã ghé qua địa điểm này để thắp hương dâng lễ Phật cầu mây. Nhiều học sinh cho biết là mặc dù bản thân đã ôn luyện rất kỹ càng, chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi nhưng vẫn muốn đến Văn Miếu để dâng lễ yên tâm hơn. Một bạn Minh Tâm sống ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, mẹ em bảo có thờ, có thiên, có kiêng, có lành, nên em cũng đi cùng với mẹ để vừa cho mẹ yên tâm mà bản thân mình cũng không có lăng tăng điều gì. Không chỉ có thí sinh và phụ huynh ở Hà Nội mà rất nhiều sĩ tử từ các tỉnh lân cận cũng đã lặn lội đường xa đến Văn Miếu để dâng lễ. Cái lễ vật quen thuộc mà các thí sinh mang đến dâng lễ thường là đồ dùng học tập, bánh kẹo, hoa quả. Đáng chú ý thì có thí sinh còn dâng cả bóng đèn, bánh đậu xanh với ý nghĩa là cần được đỗ đạt để thi tâm trí sáng tỏ để làm bài tốt hơn. Chiều ngày hôm nay 6 tháng 7 thì các thí sinh sẽ đến địa điểm thi để làm thủ tục dự thi. Lịch thi sẽ được tổ chức chính trong 2 ngày là ngày 7 tháng 7 sáng thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán. Còn ngày 8 tháng 7 thì thí sinh sẽ thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội, chiều thì sẽ thi môn ngoại ngữ.